Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới. Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin phép anh chị em để kể một câu chuyện, không phải là chuyện tiếu lâm, hoàn toàn có thật. Nhưng nếu có cái gì không phải thì anh chị em bỏ qua cho. Có một linh mục kia một lần nhận được lá thư của một phụ nữ. Trong thư đó thì người phụ nữ khẳng định rằng ông linh mục này yêu cô ấy lắm. Bằng chứng là làm lễ đó, thì cứ nhìn cô ấy tha thiết. Mà lại độc địa cái nữa, lại cứ nhắm đúng lúc dân mình thấy Chúa thì lén nhìn người ta. Ông linh mục lấy lòng lạ, mình không có như thế mà tại sao người ta lại nghĩ vậy? Mời người phụ nữ ra đến nói chuyện, giải thích cho cô ta hiểu không có như vậy đâu. Nhưng mà cô ta cứ khăng khăng là cha không dám nhìn nhận sự thật. Cha cứ dối lòng, rõ ràng là như thế, nói thế nào cũng không chịu hiểu.
Mà độc địa một điều khác, nghĩa là không phải chỉ một mình người đó, mà lại đến 4-5 người đều nghĩ là ông ấy vừa làm lễ vừa nhìn họ. Tôi xét mình trước mặt Chúa thì thấy làm gì thì làm, chứ còn khi dâng thánh lễ là mình cố gắng tập trung tư tưởng tình cảm vào đó, đặc biệt là giây phút dâng mình thánh Chúa, làm gì có chuyện đó. Thế thì tại sao người ta lại nghĩ như vậy? Thế rồi ông ấy đâm ra hổ nghi, hay là tại mắt mình bị lé cho nên mình không nhìn mà người ta cứ bảo là mình nhìn. Vào soi gương thì thấy lòng đen vẫn nằm ở giữa, vẫn không dám tin vào mắt mình mà không chừng lé tim. Cho nên phải đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo là không, thị lực của linh mục thì nó hơi yếu đấy, nhưng mà hoàn toàn bình thường. Thì ông ấy về và ông ấy suy nghĩ thế này: nếu mắt mình không bị lé và mình không cố ý nhìn người ta, mà người ta lại cứ nghĩ rằng mình nhìn người ta, thì như vậy có nghĩa là mắt người ta bị lé. Rút ra được cái kết luận quan trọng: mắt người ta bị lé. Nói như vậy thì chắc là xúc phạm với người ta ghê lắm, bởi vì toàn là những người mắt đẹp cả. Nhưng cặp mắt thân xác thì rất tốt, mà cặp mắt tâm hồn thì bị lé, anh chị em. Vì tình trạng cặp mắt tâm hồn như vậy cho nên nó gây ra những ngộ nhận và những ảo tưởng về chính mình và về người linh mục đó. Và từ những ngộ nhận và ảo tưởng đó, nó gây nên đau khổ cho chính bản thân và cho tha nhân. Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Và từ cái câu chuyện hoàn toàn có thật đấy, tôi hiểu được phần nào điều mà Thánh Luca mô tả rất là đơn sơ về hai môn đệ Emmaus. Mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Mắt họ bị che phủ. Cái gì che phủ? Tôi tưởng là cặp mắt thân xác của hai môn đệ vẫn rất tốt, nhưng cặp mắt tâm hồn thì bị che phủ. Bị che phủ bởi cái lối nhìn và nếp nghĩ quen thuộc, nghĩ rằng chết là hết, nghĩ rằng thành công và thất bại trong cuộc đời một con người là thành công và thất bại ở trong cuộc sống tại thế này. Chính vì vậy, khi mà Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá thì tất cả đã chấm dứt. Thất bại tuyệt đối. Và sự thất bại tuyệt đối của Đức Giêsu cũng có nghĩa là sự thất bại tuyệt đối cho chính họ, những người đã chọn đời đặt niềm tin vào Đức Giêsu đó. Thì tình trạng tâm hồn như vậy khiến cho bước đi của họ trở thành nặng trĩu và khuôn mặt của họ trở thành u ám buồn phiền, đến nỗi người khách lạ chỉ thoáng nhìn qua đã hỏi ngay: hai ông đang nói chuyện gì mà sao ưu phiền buồn bã vậy? Thưa anh chị em, hình như cái con đường từ Jerusalem đi về Emmaus của hai môn đệ ngày xưa cũng là chính cuộc đời chúng ta đấy. Bởi lẽ trong cuộc đời này nhiều lúc bước đi của chúng ta cũng nặng trĩu như vậy, khuôn mặt của mình cũng u ám buồn phiền như thế. Mà sở dĩ cái bước đi nặng trĩu và khuôn mặt buồn phiền ấy là bởi vì tâm hồn của mình bị nhận chìm trong thất vọng. Mình không dám tin rằng Chúa Giêsu phục sinh đang đi với mình. Mình không dám tin rằng Chúa Giêsu vẫn còn đang sống trong cuộc đời này. Mình không dám tin rằng những giá trị tin mừng mà Chúa Kitô ấp ủ và rao giảng đó, những giá trị đó nó chết chết, nó vẫn sống. Mình không dám tin. Tuần vừa rồi tôi có nhận được lá thư của một bạn sinh viên. Bạn viết cho tôi thế này:
Thưa cha, trước đây khi tham dự thánh lễ, con rất là sốt sắng để tâm nghe các bài đọc, bài giảng, đi lễ với niềm vui, bây giờ thì khác. Con đi lễ như nhiệm vụ bắt buộc của một người công giáo. Một giờ ngồi trong nhà thờ, sống dài, chán thế. Sau đó để bạn kể cho tôi nghe những khó khăn thử thách gặp ở trong cuộc đời, kéo dài cả đến năm nay mà vẫn không giải quyết được. Rồi cuối cùng bạn hỏi tôi thế này: trong thời đại hôm nay, trần gian đã vắng bóng Chúa rồi sao? Hay Chúa không cần đến niềm tin của con người? Trần gian đã vắng bóng Chúa rồi sao? Hay là Chúa không cần đến niềm tin của con người? Tâm trạng của chúng ta nhiều lúc trong cuộc sống là như vậy. Thế thì làm cách nào để có thể lấy lại được niềm vui, hy vọng ở trong cuộc đời một người Kitô hữu? Anh chị em biết rồi đấy, tin mừng được viết ra không chỉ đơn thuần là kể lại sự kiện này, sự kiện khác trong cuộc sống của Chúa Giêsu, nhưng tin mừng còn chất chứa những kinh nghiệm sống đức tin của bản thân các thánh sử, cũng như của cộng đoàn mà các thánh sử sống chung với họ. Chính vì vậy, ta có thể đọc lại cái câu chuyện của Thánh Luca để dò tìm lại cái kinh nghiệm sống đức tin mà các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giê-xu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. Và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên. Thay cho nỗi buồn phiền, bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ: xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng
Đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu phải dựa vào suốt cuộc đời của mình, để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng. Bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? Như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chỉ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi. Sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu. Không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đứng hay phá đám. Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn. Mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình, chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn. Đó là trong cuộc sống, thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên. Những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm. Bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ,
có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Tôi làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh, mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ, biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm, thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị vô cùng. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lóe sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính.